vậy không phải hôn lễ lại không hoàn thành à trong tinh tế hôn lễ rất quan trọng đặc biệt là những đại gia tộc có danh tiếng lương niệm cả hai lần đều không thể hoàn thành hôn lễ chuyện cười này đã được định chắc cho cô ta rồi trần xuyên tiểu thư điểm chú ý của ngài có phải có chút vấn đề không bây giờ vấn đề là lộ triệu niên hôn mê bất tỉnh nguyên nhân gì cuối cùng sơ tranh cũng hỏi một vấn đề người bình thường sẽ chú ý kết luận sơ bộ là trúng độc. Sơ tranh hạ độc con trưởng của một gia tộc, ai lợi hại như vậy? Trần xuyên, sao anh ta lại nghe được ý tứ như tiểu thư muốn đi phát cờ thưởng cho người hạ độc nhỉ? Không biết, lộ ra chặn tất cả mọi người lại. Có lẽ trong thời gian ngắn sẽ có kết quả. Sơ tranh mặt không cảm xúc nói một tiếng, thật đáng thương. Ai đáng thương? Là khách hứa tham gia hôn lễ, là lộ triệu niên hay là lương niệm? tâm tư tiểu thư hiển nhiên Trần Xuyên không đoán được, anh ta dứt khoát không đoán. Trần Xuyên nhận được tin tức rời đi một hồi, sau khi trở về nhỏ giọng nói, tiểu thư, uất tiên sinh tới. Sơ tranh lập tức đứng lên, cho hắn vào. Trần Xuyên sừng sốt một chút, rất nhanh kịp phản ứng sơ tranh hiểu sai rồi, là uất thương hải tiên sinh. Sơ tranh mặt không cảm xúc ngồi trở lại, Trần nhếch lên, cho ông ta vào đi. Trần Xuyên, ai? Trần Xuyên ra ngoài gọi người vào, nhưng mà còn chưa dẫn tới người, liền thấy thiếu niên đi từ cửa chính vào. Hắn đi hơi chậm, đang đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Khoảng thời gian này hắn không có tiết học, cho nên thời gian đến học viện rất ít, tự nhiên là không gặp được sơ tranh. Uất thì không biết chuyện của Thái Anh Trân có phải là do sơ tranh làm không, hắn nghe nói lúc ấy quân đoàn thứ hai mang người đi. Sau đó hắn làm người trong cuộc, cũng bị gọi tới nhưng khi đó chỉ ở bên đội tuần tra trực giác trong lòng uất thì nói cho hắn biết chuyện của thái anh Trân chắc chắn không thoát được quan hệ với cô đối với hắn mà nói thì đó là một chuyện rất khó khăn nhưng đối với cô mà nói đó cũng chỉ là một chuyện nhỏ rất dễ dàng đây chính là tranh lệch a à Thi giọng nói của uất thương hải kinh động đến thiếu niên hắn có chút vội vàng ngẩng đầu nhìn tới sắc mặt trầm xuống một giây sau xoay người rời đi nhưng mà tốc độ của ướt thương hải cũng nhanh đuổi theo ngăn hắn lại a à thì sao cháu lại ở đây đi ngang qua uất thì không muốn dây dưa nhiều với ướt thương hải chỉ muốn rời đi nhưng ướt thương hải chặn hắn đến xít sao khoảng thời gian này cháu cứ trốn tránh chú a à thì chú thật sự rất lo lắng cho cháu vẻ lo lắng trên mặt ướt thương hải không giống làm bộ tôi không bảo ông lo lắng cho tôi uất thì âm trầm liếc Ông ta một cái, phiền Uất tiên sinh nhường đường. A à thì, Uất thiếu gia, Trần Xuyên khẽ gật đầu, thái độ kính cẩn, tiểu thư biết ngài tới sẽ rất vui, tôi dẫn ngài lên trước nhé. Tôi, Uất thiếu gia, mời tới bên này, Trần Xuyên vươn tay dẫn đường, cũng gọi người bên cạnh tới phân phó, cậu dẫn Uất tiên sinh đến phòng tiếp khách trước đi. Uất thì nhìn Uất Thương Hải một chút, cuối cùng vẫn đi theo Trần Xuyên. Uất Thương Hải tầng lầu của thang máy không ngừng nhảy vọt trần xuyên nhìn không chớp mắt tận tụy hợp lý là một người dẫn đường mời ngài tới bên này uất thì quan sát hoàn cảnh xung quanh ánh mắt nhìn thêm về phương hướng của lối đi an toàn âm thầm ghi lại trần xuyên dừng lại trước một cánh cửa nói vào bên trong tiểu thư uất thiếu ra tới vào đi trong phòng truyền ra giọng nói lãnh đạm của cô gái trần xuyên không có ý tứ đi vào Gia hiệu uất thì tự vào uất thì cũng đã đến đây uất thì cũng không sợ trực tiếp đi vào bên trong sơ tranh cho rằng người đi vào là uất thương hải ai biết lại nhìn thấy uất thì lúc này cô mới kịp phản ứng vừa rồi trần xuyên gọi uất thiếu ra sao anh lại tới đây sơ tranh lập tức ngồi dậy thẻ người tốt lại chủ động tới tìm ta ghê gớm vừa vặn đi ngang qua chỗ này ánh mắt uất thì dao động cô bận sao Tôi không quấy rầy cô, không bận. Thẻ người tốt tới dù bận hơn nữa cũng phải tiếp đón. Ngồi đi, sơ tranh bảo Trần Xuyên đưa chút đồ uống và điểm tâm lên. Không cần, tôi chỉ vừa vặn đi ngang qua. Út thì nắm chặt tay đút trong túi, hít sâu một hơi, lấy ra hai thứ mỏng manh như tấm tinh phiến. Cô có thời gian không? Có, 7 giờ chiều có một buổi biểu diễn. Cô muốn đi không? Cùng anh. Út thì hơi trần chờ. Ừ, đi vất vả lắm thẻ người tốt mới chủ động như thế, phải đi chứ. Quất thì để hai tấm tinh phiến kia lên bàn, vậy đến lúc đó liên lạc, tôi, tôi đi trước. Quất thì đi hai bước, nhớ tới Uất Thương Hải. Hắn xoay người, tại sao cô lại muốn gặp Quất Thương Hải, hắn nghe được từ trong đôi câu vài lời của Trần Xuyên, biết đại khái khách sạn Jazz bây giờ đang thuộc danh nghĩa của cô. Lúc Trần Xuyên trông thấy hắn thì rất bất ngờ, hiển nhiên không biết hắn sẽ đến cho nên lúc ấy rõ ràng anh ta xuống để đón ớt thương hải có thể để cho trần xuyên tới đón tất nhiên là người mà cô muốn gặp sơ tranh không đáp chỉ hỏi gần đây anh có phát hiện gì dị thường không uất thì lắc đầu không anh có muốn chuyển tới ở không uất thì không phải hắn đang hỏi chuyện của uất thương hải sao vì sao lại đột nhiên nhảy đến đề tài này rồi phòng rất nhiều anh có thể tùy ý chọn vì bảo hộ nhóc con nhà ta có thể nói là phí hết tâm tư. What? Thì đè nghi vấn dưới đáy lòng xuống, không cần, chỗ tôi ở rất tốt. Sơ tranh ngăn chặn mầm mống không quá phù hợp với giá trị quan chủ chốt của chủ nghĩa xã hội sắp vọt ra dưới đáy lòng. Vậy anh tự cẩn thận một chút. Tôi hiểu rồi. Uất thì muốn hỏi chuyện của Uất Thương Hải, nhưng sơ tranh chuyển hướng đề tài, rõ ràng không muốn nói cho hắn biết. Uất thì là một người cực kỳ biết điều, không hỏi tiếp nữa đưa tiễn uất thì sơ tranh đụng đầu trên cửa a à, nên đem người tiểu thư ngài đây là trần xuyên đi vào liền nhìn thấy sơ tranh chống đầu vào cửa bầu không khí không đúng lắm anh ta không dám vào thận trọng hỏi một câu sơ tranh sơ tranh xoay người chấn định vuốt vuốt tóc uất thương hải ở đâu phòng tiếp khách đi xem thử xem sơ tranh chấn định đi ra ngoài đúng rồi anh phái người đi theo được rồi anh tự mình đi, khoảng thời gian này đều đi theo Út thì. Trần Xuyên không hỏi vì sao, sắp xếp tốt chuyện kế tiếp, được rồi, vậy mấy ngày nay tôi bảo Đỗ Bang tới chờ lệnh. Sơ Tranh đã sắp quên luôn nhân vật Đỗ Bang này, nhưng ai đi theo cô cũng không khác là mấy, chỉ cần dùng tốt là được. Út Thương Hải chờ trong phòng tiếp khách đến nóng như lửa, Sơ Tranh dẫn theo Trần Xuyên xuất hiện, câu đầu tiên của ông ta chính là, "Phó Tham Mưu Lương a à thì đâu? Đi rồi." uất thương hải uất thương hải lần nữa quan sát cô gái trước mặt ngũ quan tinh xảo lại không phải dịu dàng như những cô gái bình thường mà mang theo khí khái lạnh lẽo hào hùng cô đứng ở đó giống như toàn bộ thế giới đều nhỏ bé trong mắt cô không đáng để nhắc tới uất thương hải thu tầm mắt lại giọng nói tang thương phó tham mưu lương cô sẽ bảo vệ a à thì chứ hiển nhiên uất thương hải đã nghe được tin tức gì đó nên biết được chút tiếng gió đương nhiên sẽ, hắn là người của ta, ta không bảo vệ thì ai bảo vệ. Dường như Uất Thương Hải đang xác định lời sơ tranh nói là thật hay giả, thật lâu sau mới thở dài, chuyện này nói ra rất dài dòng. Vậy thì nói ngắn gọn, lúc trước Uất Thương Hải rời khỏi gia tộc, tiến về tinh cầu xa xôi kia, còn dẫn theo một người thuộc chi thứ lớn lên cùng mình. Thân phận địa vị của hai người mặc dù có chênh lệch rất lớn, nhưng quan hệ lại rất tốt, còn tốt hơn mất anh em ruột của ông ta bọn họ còn chưa đến được tinh cầu kia thì đã gặp phải hải tặc vũ trụ bị bắt về địa bàn của hải tặc vũ trụ ở đó bọn họ gặp một cô gái dưới sự giúp đỡ của cô gái kia bọn họ thành công chạy đi nghĩ cách đến tinh cầu có chi thứ của uất gia cô gái kia bị thương cho nên bọn họ tạm thời ở lại trong lúc này ông ta và vị chi thứ kia đều thích cô gái ấy tổng kết lại chính là mối tình tay ba tương đối máu chó cuối cùng cô gái kia không lựa chọn ông ta ngược lại chọn vị thuộc chi thứ thân phận không bằng ông ta mặc dù uất thương hải đau khổ nhưng suy cho cùng cũng là anh em của mình ông ta cũng chỉ có thể chúc phúc cô gái kia không muốn đến đế đô tinh cho nên một mình uất thương hải trở về đế đô tinh bọn họ ở lại đó uất thương hải quá thương tâm nên thời gian thật lâu cũng không hề liên lạc với họ nhưng vào mấy năm trước ông ta nhận được một phần hình ảnh do chuyển phát nhanh tinh tế đưa tới cha của uất thì nhờ ông ta chăm sóc uất thì nếu như phát hiện có người đến tìm hắn thì nhất định phải giấu hắn đi ông ta chạy tới đó sau khi nghe ngóng mới biết được hai người kia đã chết rất nhiều năm lúc trước phần chuyển phát nhanh đó bởi vì một số nguyên nhân mà bị tồn lại không đưa đến nơi được dẫn đến thời gian qua đi lâu như vậy ông ta mới nhận được uất thương hải cảm thấy bọn họ chết rất kỳ quái nhưng không ai biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì ông ta chỉ có thể mang uất thì về trước dù sao cũng là con của anh em mình lại là đứa bé do người mình thích thời còn trẻ sinh ra đối với uất thì trong lòng ông ta có không cam lòng lại có tình thương vì yêu hay yêu cả đường đi tin tức bọn họ để lại uất thương hải nghiên cứu qua lại rất nhiều lần trừ câu nếu phát hiện có người đến tìm uất thì thì nhất định phải giấu hắn đi ngoài ra không có tin tức gì khác nhưng ai muốn tìm uất thì tại sao lại phải giấu đi uất thương hải hoàn toàn không biết bây giờ có lẽ ông ta đã biết rồi uất thương hải không biết tại sao mình lại muốn tới tìm sơ tranh nhưng ông ta cảm thấy nếu như có ai có thể giúp uất thì thì chắc cũng chỉ có cô phó tham mưu lương đây chính là tất cả những chuyện tôi biết tôi nghe nói phía trên định dùng uất thì để đổi thật sao tôi còn chưa nhận được tin tức nhưng Nguyên Soái Kelly đã nói với tôi một chút, là ý đó. Người phía trên kiêng kỵ tin nhắn do chủng tộc kia gửi tới, có lẽ đã từng nghe ngóng hoặc là giao thiệp một chút. Đối phương chỉ cần ướt thì không có yêu cầu khác, một người không quan trọng gì, cớ sao lại không làm. Ngón tay xuôi ở bên người ướt thương hải khẽ run rẩy, ông ta đột nhiên khom người, cúi đầu 90 độ, "Phó Tham Mưu Lương, xin hãy bảo vệ ướt thì." Uất gia có thể xin một số người giúp. Nhưng nếu như chuyện này thành lập, với tiền đề nếu không giao Uất thì ra thì sẽ mang đến tai họa cho tất cả mọi người, không ai sẽ giúp ông ta cả. Ở trong vũ trụ, hy sinh cần thiết, giảm bớt thương vong, là một chuyện rất bình thường. Sơ tranh vốn cho rằng còn có chút thời gian, có thể biết rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng sáng sớm hôm sau, Đỗ Bang vô cùng lo lắng xông tới. Tiểu thư! tiểu thư không xong rồi. Học viện liên minh bên kia xảy ra vấn đề rồi, người của quân đoàn thứ nhất mang út thiếu ra đi rồi. Mi tâm sơ tranh nhảy một cái, không phải Trần Xuyên theo chân sao, người của quân đoàn thứ nhất điều động cơ giáp, Trần Ca đánh không thắng. Đỗ bang run lẩy bẩy. Đỗ bang cẩn thận nhìn sơ tranh, phát hiện cô cũng không có biến hóa đặc biệt gì về cảm xúc, đáy lòng càng không nắm chắc. Vị này có ý gì đây, Trần Xuyên thế nào rồi, bị thương nhẹ không đáng ngại đỗ bang thận trọng đáp ừ sơ tranh xoay người trở về bên trong rất nhanh liền thay quân phục đi ra một mình đi đến căn cứ nghe nói quân đoàn thứ nhất bắt uất thì lại rồi sơ tranh vừa vào căn cứ đôn đốc diêu liền xông tới xảy ra chuyện gì chúng ta không nhận được tin tức không đôn đốc diêu lơ ngơ rốt cuộc là thế nào uất thì phạm phải chuyện gì Quân đoàn thứ nhất phái nhiều người đến học viện liên minh như vậy, giống như uất thì là hồng thủy mãnh thú gì đó vậy. Đồn đốc Diêu bên này nhận được tin tức, trừ ngơ ngác thì vẫn là ngơ ngác. Nguyên Soái Kelly ở đâu? Chắc là ở phủ Nguyên Soái. Á. À. Phó Tham mưu Lương cô chờ một chút. Sờ tranh đến phủ Nguyên Soái, không cần thông báo, người bên ngoài trực tiếp dẫn cô vào. Nguyên Soái Kelly mặt mày âm trầm ngồi trên ghế sofa quan chấp hành và thống lĩnh của quân đoàn đều ở đây lúc này câm như hến không ai dám nói chuyện nguyên soái kelly thấy sơ tranh vào nói biết chuyện rồi chứ vâng chuyện này tôi cũng không rõ nguyên soái kelly cười lạnh một tiếng quân đoàn thứ nhất không thông báo với bất cứ kẻ nào trực tiếp phái người mang uất thì đi nguyên soái kelly cảm thấy không nên bắt uất thì sao sơ tranh bình tĩnh hỏi nguyên soái kelly nhíu mày mang theo chút ngờ vực quan sát sơ tranh không phải cô thích cậu nhóc kia sao quân đoàn thứ nhất mang người đi cô không tức giận bây giờ ta tức đến sắp nổ tung rồi đây này không đến quân đoàn thứ nhất cướp người đã là kết quả sau khi ta cố gắng tỉnh táo rồi đấy sơ tranh mặt không cảm xúc chưa biết rõ mọi chuyện tức giận có tác dụng gì nguyên soái kelly sơ tranh bình tĩnh đến hơi quá mức làm cho người ta cảm thấy cô có chút máu lạnh nguyên soái kelly giơ tay bóp mi tâm mọi người tự tìm chỗ ngồi trước đi sơ tranh biết chuyện của uất thì là bởi vì nguyên soái kelly đã sớm nói cho cô biết quan chấp hành và thống lĩnh quân đoàn đều không biết chuyện này nguyên soái kelly nói đơn giản lại mọi chuyện một lần những ngày này bọn họ vẫn đang thảo luận xem có nên đáp ứng yêu cầu của đối phương không nguyên soái kelly và nguyên soái của quân đoàn thứ năm đều cảm thấy chuyện này không thích hợp không thể làm việc như thế quân đoàn thứ ba và quân đoàn thứ nhất lại cảm thấy nên quyết đoán từ sớm nếu không đối phương chờ đến thẹn quá hóa giận trực tiếp phát động công kích thì làm sao quân đoàn thứ tư là cỏ đầu tường khi thì giúp bên này khi lại nhảy sang bên kia bọn họ chỉ truyền tin nhắn sơ tranh hỏi chỉ có thứ như vậy sao có thể làm liên minh kiên kỵ đến thế nguyên soái kelly sau đó bọn họ truyền tới một vài thứ nữa nguyên soái kelly đưa đồ ra cho họ xem đó là một vùng biển phía trên mơ hồ có thứ gì đó nhìn không rõ lắm nhưng nhìn từ quy mô này thì đã là một sự uy hiếp đằng sau còn bày ra vũ khí khá là rõ ràng nhìn từ uy lực thì tiên tiến hơn họ bên này rất nhiều tóm lại đối phương cho họ xem chính là khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi vũ trụ mênh mông không ai biết ở chỗ sâu của nơi xa xôi còn có sinh mệnh thuộc nền văn minh gì nếu như đối phương thật sự mạnh mẽ như bọn họ biểu hiện ra vậy thì có lẽ họ không có chút sức chống cự nào đã tìm được nơi này chưa sơ tranh nhìn vùng biển kia chưa vậy sao các ông biết được đây là sự thật với khoa học kỹ thuật bây giờ muốn giả tạo ra không phải rất dễ dàng sao nguyên soái kelly cho nên tôi và quân đoàn thứ năm cảm thấy việc này có gì đó quái lạ nếu như đối phương thật sự có thực lực mạnh như vậy, thì hoàn toàn có thể ép đến Đế đô tinh, bắt họ giao người. Cho dù chủng tộc kia tương đối lễ phép, thì cũng hoàn toàn có thể phái người đến đây đàm phán. Vì sao đối phương chỉ truyền tin nhắn, gửi thứ như vậy tới, còn lại không có bất kỳ tung tích gì có thể tìm ra được. Mấy ngày nay vẫn đang tranh luận vấn đề này. Người của quân đoàn thứ nhất cảm thấy bọn họ đã muốn người, vậy thì đưa cho bọn họ thôi sau đó mình bám đuôi theo phía sau là có thể tìm được bọn họ rồi cách này quá liều lĩnh nguyên soái kelly tất nhiên không đồng ý chuyện mấu chốt nhất là trên người uất thì có thứ gì mà đáng giá để đối phương làm như thế tư liệu của uất thì đã sớm nằm trong tay bọn họ nhưng nhìn từ trên tư liệu thì cũng không có vấn đề gì quá lớn những tư liệu này từng bị uất thương hải tìm người xuyên tạc rồi lúc ấy sơ tranh cũng điều tra ra đều là một số tin tức vô dụng. Quân đoàn thứ nhất dự định làm gì? Giao ớt thì ra, nguyên soái Kelly lắc đầu, chắc là sẽ bị thẩm vấn một phen. Ướt thì người này, quân đoàn thứ nhất chắc chắn phải khống chế trong tay. Dựa theo tác phong của quân đoàn thứ nhất, sau khi thẩm vấn, không chết cũng bị lột mất một tầng da. Sơ tranh đi từ phủ nguyên soái ra, gửi hình ảnh vừa rồi cho đỗ bang. Điều tra nơi này một chút, mau chóng xác định vị trí đỗ bang vội vàng vâng lệnh tiểu thư ngài thì sao đến quân đoàn thứ nhất đỗ bang nghi hoặc đến đó làm gì cướp người hả sơ tranh đơn thương độc mã giết tới căn cứ của quân đoàn thứ nhất cô mang danh hiệu quan tham mưu của quân đoàn thứ hai đi vào cũng không khó nhưng cũng chỉ có thể đi vào cửa lớn của căn cứ nơi khác rõ ràng không thể đi lung tung sơ tranh thừa dịp người phía trước không chú ý lách mình đến chỗ tối ngân tuyến trong nháy mắt bao vây cô lại biến mất trong không khí căn cứ của quân đoàn thứ nhất hoàn toàn không giống căn cứ của quân đoàn thứ hai sơ tranh tìm hơn nửa ngày cuối cùng đi theo người đến nơi giam giữ uất thì uất thì vừa bị bắt tới không bao lâu trừ hơi chật vật thì ngược lại không bị thương tích gì hắn ngồi dưới đất ngửa đầu nhìn quả cầu trên đỉnh đầu quả cầu lơ lửng giữa không trung dòng điện từ bên trong sông ra hiện lên đường cong rơi xuống hình thành nhà giam hình một vòng tròn ngón tay uất thì thỉnh thoảng gõ hai lần trên mặt đất sơ tranh quan sát một hồi cảm thấy chắc hắn đang tính thời gian tính toán quy luật quả cầu tràn ra dòng điện khoảng tầm một phút rõ ràng sẽ có một chút khe hở nhưng khe hở kia tuyệt đối cũng không đủ để một người xuyên qua sơ tranh đứng ở bên ngoài nhìn không vội vã đi cứu người khoảng tầm nửa tiếng sau thiếu niên đứng dậy khỏi mặt đất hô về phía người đứng ở nơi xa tôi muốn uống nước uống nước cái gì người kia không vui thành thật ở yên đó cho tôi các người bắt tôi tới đây làm gì đến lúc đó tự nhiên cậu sẽ biết người kia không kiên nhẫn giọng nói của thiếu niên sắc bén quân liên minh bắt người lung tung như thế à ngay cả lý do cũng không có có phải ở trong mắt các người những người như chúng tôi chính là đối tượng có thể tùy tiện ức hiếp không? Ha ha, thằng nhóc này, người kia đi qua phía nhà tù, bắt cậu tất nhiên phải có nguyên nhân. Cậu thành thật ở in đó cho tôi, đừng có mà ồn ào nữa, có nghe thấy không? Thiếu niên nói tiếp, tôi không biết mình phạm tội gì mà bị các người bắt đến đây giam giữ. Đương nhiên là có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Lát nữa cậu sẽ biết, cậu đừng ồn ào. Quân Liên Minh các người xem mạng người như cỏ rác tôi không làm sai bất cứ chuyện gì, các người dựa vào cái gì mà bắt tôi, người kia cách nhà giam càng thêm gần, hiển nhiên là muốn bắt hắn câm miệng. Trong chớp nhoáng, thiếu niên chợt vươn tay, xuyên qua trong dòng điện, níu quần áo người kia lại, hung hăng kéo vào bên trong một cái, sau đó cấp tốc buông tay ra. Người kia vội vàng không kịp chuẩn bị đụng vào, ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra. Uất thì làm xong những chuyện này, lùi lại mấy bước, thở hổn hển hai cái. Người kia ngã xuống đất, uất thì kéo một miếng vải rất mỏng từ trong quần áo, quấn lên tay, chờ thời gian chống tiếp theo đủ để cho hắn vươn tay uất thì hít sâu mấy hơi, bắt đầu tính toán thời gian trong lòng. 3, 2, 1, uất thì không trần chờ chút nào, giữ chặt cổ tay người kia, túm vào bên trong. Uất thì cấp tốc gỡ đồ vật trên cổ tay người kia xuống, ấn xuống phím đóng phóng dòng điện dòng điện hình tròn dần dần biến mất uất thì chưa kịp vui mừng thì bên ngoài có người vào vừa vặn nhìn thấy một màn này uất thì người kia đầu tiên là sững sờ sau đó há mồm liền muốn gọi người người đâu uất thì chưa mắt nhìn người kia đột nhiên biến mất trong không khí trong mắt dần dần chiếu ra hình dáng của cô gái uất thì hơi chừng lớn mắt nhịp tim trong nháy mắt ấy đập cuồng loạn không theo khống chế cô sơ tranh giơ ngón trỏ lên ra hiệu hắn đừng nói chuyện tới đây lúc này đầu óc uất thì choáng váng bước chân không biết làm sao lại đi qua phía cô bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến sơ tranh ôm eo hắn kéo người vào trong lòng mình cũng ngay lúc ấy người bên ngoài xông tới ánh mắt đảo qua bốn phía lập tức bắt đầu báo cáo uất thì chạy rồi uất thì uất thì nhìn thấy đám người này kiểm tra trong phòng lại không có ai để ý đến họ Uất thì nhớ tới cô cũng đột nhiên xuất hiện. Sơ chanh mang theo uất thì thông suốt rời khỏi căn cứ. Sau khi lên xe, sơ chanh buông hắn ra. Uất thì vừa muốn nói chuyện. Cô đột nhiên cúi người, hôn lên chán hắn một cái. Sợ không, uất thì, bây giờ sợ rồi. Uất thì nghiêng đi đầu, không. vậy là tốt rồi. Sơ chanh ngồi xuống bên cạnh hắn, tự nhiên ôm eo hắn, đi đến chỗ tôi trước, bên chỗ anh không an toàn. Uất thì, bây giờ uất thì có thể nói không sao không thể hắn đột nhiên mất tích người của quân đoàn thứ nhất chắc chắn sẽ lật tung chỗ ở của hắn còn phái người trông coi thậm chí là truy nã hắn trên toàn bộ đế đô tinh ừ uất thì đáp một tiếng lại thấp giọng nói cảm ơn cảm ơn không cần khách khí sơ tranh giơ tay vuốt ve tóc trên trán uất thì lần này uất thì không tránh đi vì sao bọn họ lại bắt tôi anh không biết tôi phải biết sao đám người kia đột nhiên xuất hiện, ngay cả một câu giải thích cũng không có, trực tiếp bắt hắn đi. Ngón tay sơ tranh rơi trên gương hắn mặt, đỡ bên mặt hắn, quay đầu hắn tới đối mặt với mình, trở về nói cho anh biết. Tôi, ánh sáng trong đáy mắt uất thì tan rã, như đầy sao lấp lóe bắt đầu rơi xuống, rực rỡ đầy trời. Phía sau lưng trống vào thành xe băng lãnh, lúc này trong lồng ngực lại là một mảnh nóng hồi. Hắn chừng mắt nhìn mấy giây, cuối cùng nhận mệnh nhắm mắt lại uất thì rửa mặt xong ra giọt nước nhỏ xuống từ lọn tóc sơ tranh đưa cho hắn một cái khăn mặt cảm ơn giọng thiếu niên khàn khàn hắn dùng khăn mặt lau lau tóc liếc mắt nhìn sơ tranh đột nhiên dừng động tác lại tôi muốn cùng em chữ đằng sau hơi nhẹ anh nói cái gì em nghe thấy được uất thì buông khăn mặt xuống có thể không sơ tranh hơi sợ hãi anh xác định không phải sợ đến choáng váng chứ uất thì kéo dây lưng dưới quần áo ra mấy động tác đã cởi bỏ nút thắt sơ tranh đột nhiên trông thấy một cảnh kích thích như thế cảm thấy nếu mình như không làm chút chuyện mà giá trị quan chủ chốt của chủ nghĩa xã hội không cho phép thì sẽ rất có lỗi với thẻ người tốt chủ động như thế sơ tranh không biết uất thì muốn có được một chút cảm giác an toàn từ cô hay là muốn xác định hắn vẫn còn sống cuối cùng uất thì chôn mặt ở trong cổ cô khàn giọng nói cảm ơn em vì đã cứu tôi. Sơ tranh, anh vì chuyện này nên mới cùng. Thế nào, không phải em bảo tôi lấy thân báo đáp sao? Được thôi. Đều như thế. Sơ tranh cũng không xoắn suýt những chuyện kia. Dù sao người là của cô là được rồi. Quất thì xoay người xuống dưới, nhặt quần áo của mình lên, lung tung mặc lên. Tại sao bọn họ muốn bắt tôi? Quất thì ngồi xuống bên cạnh, hỏi sơ tranh vẫn còn nằm trong chăn sơ tranh chống người ngồi dậy. Uất thì hơi chần chờ, cuối cùng vươn tay đỡ cô, thân thể sơ tranh nghiêng một cái, trực tiếp ngã vào trong ngực hắn. Bởi vì bây giờ anh rất đáng tiền, sơ tranh dựa vào hắn. Đáng tiền, sơ tranh nói ngắn gọn toàn bộ chuyện cho hắn nghe, sơ tranh nói đều là trọng điểm, Uất thì nghe rất rõ ràng. Nhưng nghe rõ cũng vô dụng, hắn vẫn không biết vì sao. Anh cảm thấy vì sao những người kia lại muốn anh, không biết. Uất thì cũng không có quá nhiều ấn tượng đối với cha mẹ của mình. Trước khi Uất Thương Hải đến đón hắn, hắn đã phải tự nghĩ cách sống sót. Vậy trên người anh có thứ gì? Uất thì lắc đầu. Sơ tranh nắm chặt tay Uất thì, mười ngón đan sen, đặt trên môi hôn một cái, không sao, em bảo vệ anh. Uất thì, đôi môi cô gái ấm áp dán lên mấu bàn tay hắn, giống như đang tuyên thệ một lời thề ấm áp. Uất thì rũ mắt nhìn cô sơ tranh vừa vặn ngước mắt ánh mắt hai người đụng vào nhau trong không khí dường như có thứ gì đó đang nổi lên hầu kết uất thì hơi nhấp nhô hắn chậm chạp cúi đầu xuống tiểu thư đỗ bang ở bên ngoài gõ cửa uất thì lập tức quay đầu ra nhìn về nơi khác sơ tranh không kiên nhẫn lắm chuyện gì người của quân đoàn thứ nhất đến nói muốn điều tra chỗ chúng ta đỗ bang vội vàng nói sơ tranh chút kiểu diễm trong lòng uất thì bị xua tan đi bọn họ tới bắt tôi nếu như bị bọn họ phát hiện em uất thì em bảo vệ được anh giọng điệu cô gái bình tĩnh chắc chắn từng chữ đều như có phân lượng ngăn chặn bất an trong đáy lòng hắn ở đây chờ em ngoan một chút không được chạy động tĩnh ngoài hành lang vang lên một hồi lâu nhưng cũng không có ai vào gian phòng này kiểm tra một tiếng sau người điều tra rời đi người của quân đoàn thứ nhất hiển nhiên cũng biết quan hệ của Sơ Tranh và Uất thì không tầm thường, nên dẫn theo nhiều người như vậy đến lục soát. Đáng tiếc không có đầu mối gì cả. Sơ Tranh rất nhanh liền nhận được tin của Nguyên Soái Kelly, tự nhiên cũng hỏi thăm Uất thì Sơ Tranh một mực chắc chắn mình không biết gì cả. Chúng ta phải rời khỏi nơi này, đây là câu đầu tiên Sơ Tranh nói sau khi vào. "Chúng ta?" Uất thì bắt lấy trọng điểm, "Em cũng muốn đi, ừ." người bọn họ truy nã là tôi chỉ cần em nói chuyện này không liên quan gì đến em thì em có thể không cần uất thì em có nhiệm vụ của em không phải vì một mình anh uất thì sơ tranh lại vội vàng bổ sung một câu nhưng đối với em mà nói anh quan trọng hơn những chuyện khác đều có thể rời lại tiểu nhân dưới đáy lòng bay ra tát một cái vào miệng mình cho mi lanh mồm lanh miệng này sơ tranh nhìn trộm sắc mặt uất thì thấy hắn cũng không có dị thường gì đáy lòng hơi thở phào phù em muốn từ bỏ hết thảy những gì ở đây sao ngữ điệu của uất thì cực kỳ bình tĩnh vinh quang của em địa vị của em hết thảy của em sơ tranh đột nhiên tới gần uất thì thiếu niên lui lại hai bước dựa vào kính mờ phía sau sơ tranh đỡ lấy vai hắn nghiêng người về phía trước cho nên anh muốn em từ bỏ anh sao trong thoáng chốc uất thì nghe thấy tiếng tim mình đập nối liền cùng huyết mạch của hắn mỗi một tế bào trong thân thể đều đang run sợ không muốn trong đầu hắn toàn là âm thanh này nhưng hắn không nói ra một chữ nào trả lời em anh muốn em từ bỏ anh sao uất thì nghe thấy giọng nói của mình đây là lựa chọn tốt nhất là lựa chọn anh muốn sao uất thì rũ lông mi xuống ngăn trở ánh sáng tối nghĩa nơi đáy mắt phía sau lưng dán vào kính mờ phát lạnh từng đợt từ sau lưng một đường lẻn đến chán ngay lúc hắn muốn nói chuyện sơ tranh đột nhiên tiến lên trước ngăn chặn môi hắn kính mờ phản chiếu bóng dáng của hai người giao chồng lên nhau hình bóng rõ ràng sơ tranh buông thiếu niên ra nhẹ mổ hai lần thời gian trả lời kết thúc bây giờ làm theo lời em nói gương mặt uất thì hiện ra màu ửng hồng cánh môi đỏ khẽ nhếch ngập ngừng mấy lần tại sao em lại muốn làm nhiều chuyện vì anh như thế trong đời hắn không có ai sẽ vì hắn mà làm nhiều như vậy ít nhất, trong trí nhớ của hắn không có. Quất thương hải cũng không, ông ta chỉ tự cho là đã cho hắn thứ tốt nhất, nhưng... Lần nào cũng kéo theo đau khổ, ở nơi ông ta không nhìn thấy. Anh đáng giá, đáng giá, thiếu niên cười nhẹ một tiếng, giọng điệu tự dưng trào phúng. Nếu có một ngày em phát hiện anh từng làm rất nhiều, quất thì, chuyện quá khứ nếu như anh không thích thì quên đi, em sẽ không tìm tỏi nghiên cứu quá khứ của anh nhưng em muốn tham dự vào tương lai của anh sơ tranh vươn tay về phía thiếu niên anh nguyện ý không nhưng em muốn tham dự vào tương lai của anh anh nguyện ý không uất thì cúi đầu nhìn bàn tay của thiếu nữ lòng bàn tay trắng nõn có thể thấy rõ đường vân phía trên uất thì giống như trông thấy vũ trụ đen nhánh đột nhiên nứt ra một khe hở từ trong khe hở cô đạp lên ánh sáng mà tới chậm rãi vươn tay về phía hắn uất thì nuốt nước bọt mấy lần, hô hấp cũng hơi gấp rút, cuối cùng vươn tay, giao tay mình cho sơ tranh. Ngoan, sơ tranh giơ tay lập tức sờ về phía đầu, ánh mắt sáng ngời sờ soạn đến mấy lần. Đầu này ta có thể sờ một năm, uất thì, sơ tranh thấy vẻ mặt uất thì không đúng lắm, lưu luyến không rời thu tay lại, anh có thứ gì muốn thu thập không? Về sau còn nhiều thời gian, không vội một lúc này. Anh, uất thì dừng lại, lắc lắc cái đầu bị sờ đến tóc rối cả lên không có bây giờ trong chỗ ở của hắn chắc là có người trông coi lúc này trở về chính là tự chui đầu vào lưới được thôi sơ tranh bảo uất thì vào trong phòng nghỉ ngơi trước khi xuất phát sẽ đến gọi hắn cô muốn rút đi hoàn toàn là quyết định lâm thời người phía dưới bận bịu vô cùng hai tiếng sau sơ tranh tới đón uất thì bọn họ đi từ dưới đất người không nhiều cũng chỉ có mấy người không có bến cảng lớn như bình thường mà đi đến nơi nhân khẩu thưa thớt tới nơi uất thì mới phát hiện kề bên này vẫn còn có một cái bến cảng nghĩ lại kỳ thật mình cũng không quen thuộc nhiều về đế đô tinh không biết cũng bình thường sơ tranh dắt hắn đi qua hành lang thủy tinh tùy ý giải thích một câu đây là vị trí đỗ thuyền hàng phi thuyền còn lại đều không thể hạ xuống đây vậy vì sao em có thể bởi vì em có thuyền hàng hơn nữa nơi này cũng có cổ phần của em thật xin lỗi hắn không nên hỏi rời khỏi đế đô tinh không bị bất cứ cản trở gì đương nhiên cũng không ai nghĩ đến sơ tranh nói chạy là chạy ngay cả báo hiệu cũng không có chờ bọn họ kịp phản ứng sơ tranh đã sớm rời khỏi đế đô tinh đồn đốc diêu cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lấy cái nhìn của ông ta thì vị phó tham mưu lương này không phải là người sẽ chạy cho dù xảy ra chuyện cô cũng nên cứng rắn hai ván mới phải chứ sao lại chạy rồi thế này hoàn toàn không phù hợp với ấn tượng cô mang đến cho bọn họ lúc trước sơ tranh vừa chạy người của quân đoàn thứ nhất chắc chắn đoán được uất thì ở trong tay cô quả nhiên rất nhanh phái người đến chặn đường quân đoàn có thể điều động quá nhiều lực lượng sẽ gây ra chút phiền phức cho họ vết thương trên người trần xuyên còn chưa khỏi lúc này mang theo vết thương tới hỏi thăm tiểu thư bây giờ chúng ta đi đâu đây quân liên minh bên kia đã hạ lệnh chặn ngài lại rất bất lợi đối với chúng ta tinh hệ uôn trần xuyên nhíu mày tiểu thư bên kia đổi phi thuyền trước đi vâng trần xuyên xuống dưới sắp xếp chuyện đổi phi thuyền cái ghế bên cạnh sơ tranh xoay chuyển nửa vòng lộ ra thiếu niên trên ghế tinh hệ uôn nổi danh hỗn loạn em đến đó làm gì sơ tranh ngờ vực làm sao anh biết không phải thẻ người tốt sinh sống trên tinh cầu hoang kia một thời gian rất dài sao? Sao ngay cả tinh hệ uôn cũng biết, trước kia gặp phải một người của tinh hệ uôn, nghe hắn nói một chút. Ồ, người kia đâu, chết rồi, uất thì xoay cái ghế qua chỗ khác, sau khi rơi xuống không bao lâu thì chết. Có lẽ là đề cập đến tinh cầu hoang kia, uất thì nhớ tới một số việc, dẫn đến cảm xúc của hắn đột nhiên xa sút Sơ tranh sờ sờ đầu hắn, bây giờ không sao nữa rồi tóc bồng bềnh bị cô đè thấp xuống nhiệt độ trên bàn tay từ da đầu truyền tới có chút ấm áp lần đầu tiên uất thì cảm thấy có người có thể nói hai chữ không sao này ra được cảm giác làm cho người ta tin phục đến thế thiếu niên ngửa đầu nhìn cô tại sao em lại muốn đến đó rời khỏi bên này bọn họ không đuổi kịp chúng ta sơ tranh thuận miệng bịa chuyện một câu uất thì ngờ vực nhưng tinh hệ uôn xác thực tương đối dễ ẩn núp bên kia không có hệ thống pháp luật tinh tế giống chỗ này của bọn họ ở tinh hệ uôn chủng tộc gì cũng có thể gặp phải cũng như nguy hiểm gì cũng có thể trải qua trên đường đến tinh hệ uôn liên tiếp đổi phi thuyền nhiều lần mỗi lần đổi phi thuyền cũng không phải loại nhỏ bé gì mà có còn có ký hiệu của nhà khác cho dù dưới tình huống quân liên minh phát lệnh truy nã xuống đối phương vẫn tôn sùng sơ tranh như thượng khách ướt thì cảm thấy mình không hiểu cô chút nào. Lần này rời đi hiển nhiên cô không có chuẩn bị, nhưng cô lưu loát như thế, lại như đã dự mưu từ trước, rất mâu thuẫn. Một đoàn người an toàn rời khỏi phạm vi thế lực của nhân loại, tiến về tinh hệ Uôn. Sơ Tranh rời khỏi Đế Đô Tinh thì thoải mái đến một nhóm, nhưng người ở Đế Đô Tinh thì khổ rồi. Đặc biệt là Nguyên Soái Kelly, kỳ thật ông ta rất coi trọng Sơ Tranh, muốn trọng điểm bồi dưỡng, nhưng mà nhưng mà cô chạy rồi, còn chạy mà không thèm nói tiếng nào. Nguyên soái chúng ta không tìm thấy tung tích của phó. Lương sơ tranh, làm sao bây giờ? Trả lời với bên kia thế nào, bên kia muốn người có thời gian quy định. Vượt quá thời gian, bọn họ có thể khởi xướng tấn công không? Những vấn đề này, không ngừng xoay quanh đỉnh đầu nguyên soái Kelly. Không chỉ như thế, ông ta còn phải nhận sự chào hỏi thân thiết của quân đoàn khác. Nguyên soái Kelly ngẫm lại thấy không đúng, người biến mất ở quân đoàn thứ nhất, dựa vào cái gì mà đột nhiên nhắm mũi dùi vào ông ta. Nguyên soái Kelly nghĩ thông suốt điểm này, lập tức vội vàng đi tìm nguyên soái khác xé, thảo luận. Bóng sáng lướt qua ngoài phi thuyền, không có phong cảnh gì để nhìn, Trần Xuyên cầm báo cáo, vội vàng xuyên qua hành lang, gõ cửa phòng sơ tranh. Người mở cửa chính là Út Thì, thiếu niên liếc anh ta một cái, trầm mặt đi ra ngoài trần xuyên gần đây uất thì vẫn luôn ở cùng sơ tranh trần xuyên cũng không nghĩ nhiều đi vào bên trong tiểu thư địa chỉ lần trước ngài bảo điều tra đã có đầu mối trần xuyên ném hình ảnh ra là tinh cầu này nhưng trên vùng trời cũng không có thư gì sơ tranh lướt hình ảnh xem chắc chắn không chắc chắn trần xuyên gật đầu nhưng nếu như đối phương có khoa học kỹ thuật gì tân tiến hơn thì có lẽ chúng ta không phát hiện được sơ tranh xem kỹ từng tấm hình nơi này trống rỗng thực sự không nhìn ra gì dị thường liên minh bên kia có động tĩnh gì không hình như kỳ hạn đối phương cho sắp tới người trong liên minh đều rất gấp gáp trần xuyên nói tin tức không biết lấy được từ chỗ nào sơ tranh mang theo người mà giống loài không biết tên điểm danh muốn chạy trốn kỳ hạn đến gần người trong liên minh gấp gáp cũng bình thường dù sao sợ đối phương thật sự lợi hại như vậy lại nổ ra chiến tranh nhưng chờ bọn sơ tranh tiến vào tinh hệ uôn đối phương cũng không đánh không những không đánh ngược lại còn kéo dài kỳ hạn sơ tranh thế này ý vị khá là sâu xa nha người trong liên minh cũng không ngu phát hiện ra điểm kỳ lại bắt đầu thăm dò bên kia nhưng đối phương không có bất kỳ đáp lại gì chỉ là không ngừng cho ra kỳ hạn đếm ngược cảm giác áp bức tự dưng lại trở về tiểu thư người của chúng ta không rút lui đây là hình ảnh mới nhất trần xuyên đưa tin tức mới nhất có được cho sơ tranh xem qua trong hình ảnh có quái vật khổng lồ xuất hiện tầm vài giây giống như trước đó nhưng rất nhanh đã biến mất quay ở hiện trường sao đúng thế thấy rõ ràng không trần xuyên hơi chần chờ nói ra suy đoán to gan của mình tiểu thư tôi cảm thấy cái này càng giống như ảo ảnh hơn anh ta đã hỏi kỹ cả người quay bọn họ đều cảm thấy hình ảnh kia có chút không đúng không giống thật lắm sơ tranh chống đỡ cằm nhìn chằm chằm hình ảnh lơ lửng giữa không trung suy tư hình ảnh quy mô lớn như thế phải dùng thiết bị gì đưa lên khoa học kỹ thuật bây giờ ngược lại cũng không phải nói không cách nào thực hiện nhưng phạm vi quá lớn cũng không phải dễ dàng như vậy hơn nữa căn cứ vào quan sát của họ bốn phía cũng không có những vật khác ảo ảnh trên sa mạc sao sơ tranh sờ cầm suy nghĩ một hồi, sau khi không nghĩ ra được là gì, dứt khoát đi tìm thẻ người tốt nhà mình để tỉnh táo một chút. Uất thì, hắn chính là công cụ hạ hỏa đúng không? Người công cụ Uất thì từ chối yêu cầu không quá phù hợp với giá trị quan chủ chốt của chủ nghĩa xã hội mà sơ tranh đưa ra. Sơ tranh co được giãn được. Biểu thị không chấp nhận với thẻ nhà mình, cô đi làm việc, làm việc khiến cho ta vui vẻ, cái quỷ chứ liên minh không tìm thấy sơ tranh và uất thì sau kinh hồn táng đảm một thời gian ngắn phát hiện bọn họ còn không hoảng đối phương ngược lại có chút luống cuống liên minh cũng không mốc biết chuyện có điểm kỳ quái bắt đầu kéo dài thời gian kỳ hạn sau cùng đến cũng chưa từng xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn sơ tranh nghe xong trần xuyên báo cáo đáy lòng không còn gì để nói cho nên làm trận thế lớn như vậy chỉ để phô trương thanh thế nhảy ra để phụ trách tấu hài sao? Lại qua một thời gian nữa, liên minh bên kia có tiến triển mới, bọn họ phát hiện đối phương căn bản không có cách nào đến chỗ bọn họ, những hình ảnh kia đều giống như chiết xạ ra. Chuyện này cũng không chênh lệch nhiều so với suy đoán của sơ tranh. Nếu như đối phương thật sự có thể vận dụng nhiều võ lực như vậy, thì chỉ gửi mỗi hình ảnh tới làm gì? Trực tiếp đặt đại quân ở bên ngoài đế đô tinh không phải càng có sức thuyết phục hơn sao? lúc trước liên minh bắt uất thì có lẽ chỉ là dự định vào giây phút cuối cùng mới giao người ra nhưng trong lúc này bọn họ nhất định sẽ nghiên cứu xem trên người uất thì có thứ gì đáng giá cho đối phương ngấp nghé nói không chừng dưới sai sót ngẫu nhiên ngược lại làm cho đối phương đạt được âm mưu sơ tranh mang uất thì chạy trốn làm tăng tốc nhanh cả tiến trình của mọi chuyện lộ ra sau khi lộ triệu niên trúng độc từ lần trước vẫn luôn nằm trên giường tĩnh dưỡng không có nhiều thời gian tỉnh lại. Vất vả lắm mới tỉnh lại, liền nghe nói Sơ Tranh mang uất thì chạy trốn, bây giờ bị truy nã toàn tinh tế. Lộ Triệu Niên xém chút thở không nổi. Lúc trước y đã nghe nói Sơ Tranh và Uất thì kia rất thân cận. Nhưng cô hoàn toàn không chịu gặp mình, Lộ Triệu Niên cũng không có cách nào. "Triệu Niên," bà Lộ đau lòng cầm tay con trai mình, "Con nghỉ ngơi thật tốt, đừng kích động." Lộ Triệu Niên suy yếu hỏi bắt được người hạ độc chưa? Bắt được rồi, bà lộ vội vàng nói, nhưng kẻ sai khiến sau màn vẫn chưa bắt được. Lộ triệu niên buông nắm đấm đang siết chặt ra, có phải cùng một bọn với đám người lần trước tập kích con không? Kẻ sai khiến sau màn của vụ diễn luyện thực địa lần trước bây giờ vẫn còn chưa bắt được. Bà lộ cao mày, chắc là thế. Mặc dù không bắt được kẻ sai khiến sau màn, nhưng lộ ra có đối tượng hoài nghi, chắc chắn là người bất hòa với quân đoàn thứ nhất làm ra đều tại cha con cũng không biết đắc tội với những ai ở bên ngoài bây giờ người chịu tội lại là con hốc mắt bà lộ hơi đỏ lên đáng thương cho con mẹ con không sao lộ triệu niên an ủi bà lộ hai câu cuối cùng lộ triệu niên thăm dò hỏi hôn lễ bà lộ nói đến đây là thấy tức hôn lễ đã hủy bỏ lúc trước kẻ nháo muốn kết hôn chính là bọn họ bây giờ muốn hủy bỏ cũng là bọn họ người lương gia đúng là một đám bà lộ xuất thân tiểu thư khuê các những lời mắng người bây giờ không nói ra miệng được thấy con nằm trên giường bất tỉnh lâu như vậy còn tưởng rằng con không tỉnh lại được nữa nên bọn họ muốn hủy hôn lúc trước lương niệm kia mẹ chuyện quá khứ đừng nói nữa lộ triệu niên cắt ngang lời bà lộ lúc trước y tiếp nhận lương niệm không phải vì cô ta là chị gái của sơ tranh mà chẳng qua là vì cô ta tính toán mình nhưng nếu như chuyện này náo ra thì sẽ không tốt cho cả y và nhà họ lộ bà lộ vỗ vỗ bà vai lộ triệu niên cũng may mắn hôn lễ này còn chưa hoàn thành hai lần đều không thể thành hôn đây là ý trời đáy lòng bà lộ hết sức tức giận lúc trước nếu như không phải lương ra ỉ vào chuyện người thân của anh hùng liên minh các chính sách đều sẽ nghiêng về phía bọn họ nếu như lộ ra động thủ sẽ gây phiền toái cho mình thì lộ ra sao có thể nhả ra để lộ Triệu Niên cưới Lương Niệm kia. Hủy bỏ hôn lễ, kỳ thật lộ ra và lương gia đều bị chỉ chỉ trò trò. Nhưng qua một thời gian nữa sẽ bị những tin tức khác lấn đi. Không có vấn đề quá lớn, mọi người cũng sẽ không nghị luận quá lâu. Lộ Triệu Niên tu dưỡng một thời gian, thân thể chuyển biến tốt đẹp lên, đã có thể về căn cứ làm việc. Có tin tức của Lương Sơ tranh không? chuyện đầu tiên khi lộ triệu niên về căn cứ chính là hỏi thăm sơ tranh tạm thời không có ngay từ đầu bọn họ còn có thể lần theo dấu vết có được một chút tung tích sau đó thì hoàn toàn không tra được bọn họ đã mất đi tin tức của cô một thời gian rất dài lộ triệu niên nhíu mày căn dặn đối phương có tin tức gì lập tức báo cho tôi biết vâng đôn đốc lộ lộ triệu niên muốn liên minh hủy bỏ lệnh truy nã sơ tranh nhưng liên minh cảm thấy sơ tranh mang uất thì đi dưới tình huống như vậy, là hành vi cực kỳ ác liệt. Lỡ như những người kia đến thật, thì có phải bây giờ bọn họ đã lâm vào chiến tranh rồi không? Liên minh đã quyết định hủy bỏ tất cả vinh quang và chức vị của sơ tranh. Quân đoàn thứ hai bên kia không có biểu thị gì, cũng không biết là tán đồng với quyết định sau cùng của liên minh, hay là cảm thấy bọn họ nói cũng không có tác dụng gì, cho nên giữ yên lặng một mình lộ triệu niên có thể có năng lực lớn đến bao nhiêu y không thể thay đổi kết cục này tình huống của lương gia thì không tốt như vậy nhận được tin tức sơ tranh rời khỏi đế đô tinh ông lương ngay lập tức tuyên bố mình và sơ tranh không có bất kỳ quan hệ nào vốn là làm sáng tỏ ông ta và sơ tranh không có quan hệ nhưng lúc trước bọn họ chỉ trích sơ tranh không để ý đến lương gia không để ý đến ân dưỡng dục bây giờ vừa xảy ra chuyện bọn họ đã chạy ra làm sáng tỏ quan hệ và vào mặt không ít người từng nói chuyện giúp bọn họ. Lương gia ngược lại bị không ít người khiển trách, Lương gia có biết xấu hổ không? Lúc người ta tốt đẹp thì hận không thể lột một tầng da của người ta cơ, bây giờ xảy ra vấn đề rồi, lập tức phủi sạch quan hệ. Tôi chưa từng thấy loại người thân nào như thế này, lúc trước sao lại cảm thấy Lương Sơ Tranh không đúng chứ? Thật là buồn nôn, tôi đã nói Lương gia không phải thứ tốt lành gì mấy người cứ không tin cơ lúc trước chỉ trích người ta như vậy bây giờ vả mặt có đau không ông lương nhìn những ngôn luận trên tinh võng tức giận đến hai mắt choáng váng liên minh bên kia bây giờ đang truy nã sơ tranh nếu ông ta không làm như vậy thì lương gia cũng sẽ bị liên lụy những người này thì biết cái gì chuyện không xảy ra trên người bọn họ đứng nói chuyện không đau eo mà mà lương niệm hủy bỏ hôn lễ cũng là ông bà lương làm chủ Lương Niệm căn bản không muốn. Cô ta thích lộ Triệu Niên. Cô ta muốn gà cho lộ Triệu Niên. Bây giờ ngày nào Lương Niệm cũng phát cáo trong nhà. Bà Lương đau lòng cho con gái, cũng không nhịn được trách cứ ông Lương. Lương Gia có thể nói là gà bay chó chạy, không được yên bình. Trong lòng ông Lương cũng không chịu nổi. Tình huống của Lương Gia bây giờ gà vào lộ ra thì có ích gì? Người ta vốn đã không chào đón bọn họ, chẳng lẽ sẽ còn giúp bọn họ à? ông lương phải cân nhắc cho toàn bộ lương gia cho nên không bao lâu sau lương niệm đã được cho biết cô ta phải gả cho một người khác ông bà lương vì lợi ích có thể giam giữ một đứa con gái lại bây giờ tất nhiên cũng có thể vì lợi ích mà dùng lương niệm đi đổi lấy lợi ích lương niệm có muốn hay không cũng không quan trọng chỉ cần cô ta có thể đổi lấy một chút thời gian cho lương gia thở dốc lương niệm đã từng nghĩ là mình được thiên vị bởi vì sau khi Lương Sơ Tranh trở về, cha mẹ cũng đứng về phía cô ta. Nhưng bây giờ cô ta mới biết được, căn bản không phải như vậy. Thứ bọn họ quan tâm chính là mặt mũi, là lợi ích, bây giờ mất hết mặt mũi, vậy thì cũng chỉ còn lại có lợi ích. Cô ta tự cho là thiên vị, lúc này nó trở thành một thanh kiếm sắc bén, tàn ác đâm xuyên qua cô ta, làm cho cô ta trông thấy chân tướng đẫm máu. Tinh hệ uôn đây là tinh hệ hỗn loạn nhất trong các đại tinh hệ. Các cư dân trong tinh hệ Uôn cũng cực kỳ có máu chiến đấu. Mỗi ngày đều có nơi bộc phát chiến đấu. Ngày hôm nay anh cướp hàng của tôi, sáng mai tôi cướp địa bàn của anh. Người tranh tôi đoạt, chơi không biết mệt. Mà ở trong mảnh hỗn loạn này, dần dần có tiếng khác. Mấy người có biết mấy ngày trước Wim bị người ta đánh cho tè ra quần không? Wim, có người kinh ngạc. Đây chính là ác bá nổi danh ở tinh hệ Uôn, từ trước đến nay gã toàn bắt nạt người khác, có bao giờ bị người ta bắt nạt đâu? Ai mà lợi hại vậy? Người xung quanh lập tức súng lại, nghe ngóng tường tình. Đối phương là một thế lực mới xuất hiện, hình như gọi là gì ấy nhỉ? 404, cũng không biết có lai lịch gì, nghe nói đã lấy được không ít địa bàn. Hình như tôi từng nghe nói, nhóm người này đã hoạt động được một đoạn thời gian. Nghe nói ra tay xa xỉ, thực lực cường hãn, lúc ban đầu còn có không ít người có ý đồ với bọn họ. Kết quả, kết quả không chết thì chính là quỳ xuống đất gọi ba ba cầu chiêu an. Tình hệ uôn loạn thì loạn, nhưng tin tức lại truyền đi nhanh. Tin tức về nhóm người này, tất cả mọi người từng nghe qua một chút, nhưng ngay cả Uim cũng bại trong tay bọn họ, có thể thấy được nhóm người này không phải loại lương thiện gì theo tin tức càng ngày càng nhiều nhân sĩ nổi danh của tinh hệ Uôn bại trận truyền đến, mọi người cũng dần dần quen thuộc với cái tên 404 này. Trần Xuyên cứ nghĩ mãi mà không rõ, tại sao lại dùng mấy con số như thế? Hoàn toàn không phù hợp với thân phận, sơ tranh thâm trầm cảm thán, anh không hiểu. Trần Xuyên, ngài không nói, làm sao tôi hiểu được? Nếu mà ta không ngăn, thì cô ấy đã trực tiếp dơ ngọn cờ của chủ nghĩa xã hội lên rồi vương giả cảm thấy mình quá khó, cần phát cái nhiệm vụ để tỉnh táo một chút. Tiểu tỷ tỷ cố lên, chúng ta phải nhanh chóng trở thành người giàu nhất trong tất cả tinh hệ. Không thể để cho người có tiền hơn chúng ta. Vương giả cực nhanh ném ra câu nói này, sau đó chuồn. Sơ tranh, sơ tranh hít sâu một hơi, bảo Trần Xuyên lấy bản đồ của tinh hệ Uôn ra. Trên bản đồ, đã có không ít nơi đánh dấu mấy con số màu đỏ 404, nhìn có chút kỳ quái, lại không khỏi hơi nhiệt huyết. Sơ tranh chỉ tay vào bản đồ, suy nghĩ xem tiếp theo đi 404 ai. Thần hài hòa nhất định phải ban phát ân huệ, uất thiếu ra. Giọng nói của Trần Xuyên kéo suy nghĩ của sơ tranh về, cô quay đầu nhìn về phía cổng, thiếu niên bưng khay đi vào. Thiếu niên đối mặt với sơ tranh, sắc mặt hắn không được tốt lắm nói một tiếng, ăn cơm, đặt khay trên bàn gần cửa nhất, sau đó thiếu niên quay người muốn đi đứng lại uất thì dừng lại đưa lưng về phía sơ tranh không nhúc nhích trần xuyên yên lặng lui về sau một chút làm bộ mình là một pho tượng không nghe được cũng không nhìn thấy sơ tranh hỏi anh ăn chưa ăn rồi giọng nói thiếu niên trầm thấp sơ tranh đi qua kéo cánh tay uất thì thuận tay mang cả khay tới còn tức giận trên cổ tay uất thì có một vòng vết đỏ giống như bị thứ gì buộc ra không tính là nghiêm trọng uất thì nhìn trần xuyên một vòng không lên tiếng là anh trước ăn cơm uất thì chỉ vào khay có chút tức giận đừng nói nữa có biết xấu hổ không ánh mắt sơ tranh đi dạo trên mặt hắn một vòng cuối cùng rơi vào trên cổ hắn uất thì nhíu mày giơ tay che cổ áo cấp tốc cài kín nút áo sơ tranh kéo hắn ngồi xuống thật sự ăn rồi đừng lừa em em hỏi một chút là biết chưa ăn sơ tranh sờ đầu hắn một chút tức giận thì được nhưng không thể không ăn cơm ăn no anh mới có sức lực mà tức giận tiếp uất thì đen mặt đứng dậy muốn đi sơ tranh nhanh chóng kéo người về không nói nữa ăn cơm thẻ người tốt thật sự rất khó hầu hạ sao ta lại khổ vậy chứ sơ tranh bảo trần xuyên đưa một bộ bát đũa tới lần nữa trước tiên lấy bộ trong khay cho uất thì uất thì cầm đũa cũng không nhúc nhích chờ sau khi trần xuyên lấy tới lúc này mới động đũa em đang làm gì vậy uất thì chọc hai đũa cơm ngẩng đầu nhìn về phía bản đồ vẫn lơ lửng giữa không trung cách đó không xa lát nữa anh giúp em một chuyện chuyện gì sơ tranh không nói bảo hắn nghiêm túc ăn cơm uất thì và hai đũa lại không nhịn được em có về đế đô tinh nữa không sơ tranh về làm gì tuyên chiến à uất thì đâm đũa vào đáy bát em dự định sau này sẽ sống ở đây sao sơ tranh suy nghĩ hai giây đạt được một kết luận anh không thích nơi này uất thì có chút mệt tim cô cứ không thể nghiêm túc trả lời vấn đề sao vì sao cứ thích hỏi lại hắn chứ rốt cuộc là ai đang hỏi chuyện đây anh còn muốn về đế đô tinh vậy không phải ta phải thật sự cân nhắc vấn đề tuyên chiến sao uất thì về đế đô tinh đơn giản chỉ vì điều tra lúc đầu là ai hại mình rơi xuống tinh cầu hoang kia nhưng hắn phí hết tâm tư cuối cùng người ta chỉ cần mấy ngày là đã có kết quả lúc ban đầu đáy lòng của hắn đại khái chỉ có phẫn nộ và hận ý nhưng bây giờ loại cảm giác này dường như đã ít đi rất nhiều chuyện hắn nghĩ đến là người trước mặt này nhiều hơn uất thì lắc đầu không anh chỉ hỏi em một chút sau đó dự định làm gì ở bên anh tay cầm đũa của uất thì run run xém chút không cầm chắc được em thích anh như vậy à uất thì nhìn chằm chằm cơm trong bát giọng nói hơi thấp đúng vậy sơ tranh hùng hồn không chút che giấu thậm chí còn có chút xíu kiêu ngạo đáy lòng uất thì rung động một hồi hắn nhấp môi dưới vậy về sau em gặp được người mình thích hơn thì sao không thể nào vì sao lại không thể nào em nói không thể nào chính là không thể nào sao anh nhiều lời như thế làm gì? Ăn cơm còn không chặn nổi miệng anh à? Sơ tranh không nhịn được gắp cho hắn hai đũa thức ăn. Mau ăn đi, ăn hai bát. Uất thì, cái thái độ này của em, anh thấy rất có thể. Ăn không nổi hai bát, Uất thì phản bác. Trước kia đều là dịch dinh dưỡng, mỗi ngày đều ăn đồ ăn mới mẻ giống như vậy. Hắn ăn không được bao nhiêu đã cảm thấy rất no. Ăn không được cũng phải ăn, sơ tranh bóp bóp cánh tay hắn, có chút ghét bỏ nhìn anh gầy này, toàn là xương cốt, sờ vào xúc cảm quá kém. Uất thì ăn quá no, không hề muốn động, Trần Xuyên thu thập tàn cuộc sạch sẽ. Sơ tranh chuyển bản đồ qua trước mặt Uất thì, vươn tay ôm lấy hắn, giúp em chọn một cái. Uất thì từng thấy bản đồ này rất nhiều lần, đối với ký hiệu 404 phía trên cũng rất quen thuộc, hắn xoa bụng, hỏi, chọn cái gì, sơ tranh giơ tay giúp hắn xoa, thân thể Uất thì rụt rụt về phía sau sao thế sơ tranh cho là mình dùng lực quá nặng dùng lực nặng quá à không có bụng dù sao cũng không phải chỗ như cánh tay uất thì bị sơ tranh đụng một cái đã cảm thấy mẫn cảm sơ tranh thấy thân thể uất thì cũng thả lỏng ra tiếp tục vấn đề vừa rồi chọn nơi kế tiếp chúng ta đi anh thích nơi nào uất thì rõ ràng em đang bảo anh chọn chỗ khiêu chiến sao lại nói như kiểu muốn đi hưởng tuần trang mật vậy uất thì giơ tay chọc chọc bản đồ trừ những nơi được đánh dấu 404, thì tinh hệ Uôn còn có rất nhiều nơi. Sơ tranh gác cầm trên bả vai uất thì, bàn tay dán lên bụng hắn, nhẹ nhàng xoa. Hình ảnh này, có chút giống như người chồng đang ôm cô vợ mang thai. Trần Xuyên đứng trong góc nhỏ, trong đầu tự dưng nhảy ra một suy nghĩ như vậy. Một lát sau cảm thấy quá ma quỷ, vội vàng hất ý nghĩ này ra. Bên kia uất thì đã chọn một chỗ, sơ tranh đang xem, một giây sau cô quay đầu hôn lên mặt uất thì một cái, vậy thì chọn nơi này. uất thì, thiếu niên nghiêng đầu đi, vành tai nổi lên màu đỏ ửng rất nhạt, khóe miệng lại hơi dương lên một xíu đường cong, giữa lông mày nhiễm lên sự vui vẻ. Lần đầu tiên Trần Xuyên gặp uất thì, chỉ cảm thấy thiếu niên này toàn thân đầy hung ác, như một con sói hoang không cách nào thuần phục. Sau đó phát hiện con sói hoang này rất biết nhìn thời thế, biết cái gì có lợi với mình cũng không phải luôn luôn biểu hiện ra gai nhọn trên người mình. Sau đó nữa, đối mặt với tiểu thư, luôn luôn mang theo vài phần khách khí, giống như không muốn có quá nhiều liên quan với tiểu thư. Nhưng mà không biết từ lúc nào, Trần Xuyên đã không nhìn thấy sự tàn ác trên người hắn nữa, mà càng nhiều thời điểm, hắn giống như một thiếu niên sạch sẽ đơn thuần, được tiểu thư nhà họ nâng trong lòng bàn tay. Trần Xuyên, Trần Xuyên hoàn hồn, cúi đầu đi qua. Ngón tay sơ tranh gạt trong không khí, bản đồ chuyển tới bên chỗ Trần Xuyên, chọn chỗ này. "Vâng, vậy tôi đi sắp xếp trước." Trần Xuyên lui ra khỏi phòng, cũng chi kỳ đóng cửa lại. 404 chiếm cứ cả ngày càng nhiều địa bàn ở tinh hệ Uôn, những người không nguyện ý thần phục, ngay từ đầu còn nghĩ rằng bọn họ đang chiến đấu vì tự do. Nhưng sau đó mới phát hiện người đi theo sơ tranh được ăn ngon uống sướng, căn bản không phải bị nô dịch, bị ngược đãi thế này không giống như bọn họ nghĩ thế là người phía sau đều chỉ chống cự tượng trưng sau đó quay đầu liền đầu hàng ai có thể cưỡng lại những ngày lành tháng tốt chứ quyền lực bọn họ đánh không lại mà đánh thắng được thì mẹ nó ai lại đi đầu hàng chứ người thức thời nhiều lắm người ngang ngược cứng đầu cũng có nhưng kết quả là gì chết ở đâu cũng không biết cho nên người tiếc mệnh đều biết phải chọn thế nào dù sao địa bàn của Tinh hệ Uôn cũng lớn như vậy, dù người phản kháng không nhiều, nhưng muốn hợp nhất toàn bộ tinh hệ thì cũng cần thời gian. Trên bản đồ 404 từ lúc ban đầu lẻ tẻ tản mát, cho tới bây giờ đã chi chít khắp nơi. Sau khi Sơ Tranh đánh dấu hết những nơi có địa bàn thành 404, cô đăng cơ, không phải tự phong làm nguyên soái. Tinh hệ Uôn nào dám có ý kiến, dồn dập gửi điện tới chúc mừng. Nhưng mà, Sơ Tranh nhìn thấy thanh tiến độ dừng ở 85%, có chút sầu muộn. Có ý gì, trước đó thanh tiến độ rõ ràng đã tăng, nói rõ cô làm như vậy cũng được, sao bây giờ lại bất động rồi, sơ tranh suy nghĩ một hồi, đột nhiên đập bàn một cái. Uất thì bên cạnh bị giật mình, em làm gì thế, sơ tranh ấn lấy đầu Uất thì trà đạt một lát, Uất thì, có muốn làm nguyên soái không, cái, cái gì, sơ tranh thượng vị không đến nửa ngày liền tặng chức nguyên soái cho ớt thì mình nhận chức vị quan chấp hành, nhiệm vụ chính tuyến, mời người chơi trở thành quan chấp hành, tiến độ 100%. Sơ Tranh nhìn thanh tiến độ mà mệt cả tim. Thứ đồ chơi này nhất định phải dựa theo nhiệm vụ chính tuyến nó cho mà hoàn thành mới được. Làm nguyên soái không phải đang vượt tiến độ cho Mia, quá đáng, Uất thì bị ép ngồi trên vị trí nguyên soái. Tôi là ai, tôi ở đâu, tôi đang làm gì? sơ tranh rảnh rỗi hỏi thẻ người tốt một chút tin tức bên ngoài thẻ người tốt vẫn biểu hiện như một tên thiểu nhóc đáng thương cái gì cũng không biết không chỉ như thế hắn ngược lại cảm thấy đầu óc sơ tranh cháy hỏng rồi nói toàn thứ gì gì ấy sơ tranh rốt cuộc ta đang vì ai hả dựa theo đám người bên ngoài nói hắn đã hoàn toàn xem mình là người bên trong này sau khi trải qua một đời người lại tiếp tục đời tiếp theo lòng vòng như vậy không mừng theo như tư liệu sơ tranh nghe lén không phải nghe thấy vị diện của game phồn tinh có thể ngẫu nhiên tạo ra bọn họ chỉ cần cho ra từ mấu chốt là được cho nên toàn bộ trò chơi rốt cuộc có bao nhiêu phó bản tạm thời bọn họ cũng không thể thống kê được nếu như hắn thật sự không nhớ ra vậy thì cả đời này của hắn có lẽ đều phải ở trong này nhưng mà vì cái quái gì mà cuộc đời thẻ người tốt chọn đều thảm như vậy chứ sơ tranh thở dài giơ tay xoa mi tâm. Tiểu thư, quần áo của ớt tiên sinh đã làm xong rồi, đỗ bang đưa quần áo đến trước mặt sơ tranh. Dù sao cũng là nguyên soái, phải có chút dáng vẻ của nguyên soái. Cho nên sơ tranh cho người làm cho ớt thì một bộ quần áo. Đỗ bang cảm thán trong lòng, lúc trước rõ ràng là cùng rời đi, kết quả đồng nhân nhưng không đồng mệnh. Người ta bây giờ, được rồi. Đỗ bang không dám nghĩ, sợ bị sơ tranh đánh sơ tranh gọi uất thì đến bảo hắn thử quần áo em thật sự để anh ngoan nhanh đi sơ tranh cầm quần áo đẩy uất thì vào trong gian phòng nếu không thì em bảo đỗ bang ra ngoài em tự giúp anh thay ở đây cũng được uất thì uất thì lựa chọn đi vào thay quần áo vô cùng vừa vặn với hắn eo hẹp chân dài phát họa ra thân hình một cách hoàn mỹ chế phục màu trắng làm thiếu niên càng thêm thanh tuyển lại mang mấy phần lạnh lùng trang nghiêm uất thì quan sát người trong gương một lát đẩy cửa ra ra ngoài đỗ bang mơ hồ hút khí giống như bị chấn động đây mà là người sao đây căn bản là yêu tinh họa thế một người đàn ông như hắn ta nhìn cũng động tâm nhưng sơ tranh chỉ rất bình tĩnh nhìn hắn ánh mắt quét từ đầu đến chân không thấy nửa điểm cảm xúc chập trùng nhịp tim uất thì đập hơi nhanh cô không vui sao sơ tranh giơ tay vung về phía đỗ bang một cái Đỗ Bang vội vàng chạy ra ngoài, đóng cửa lại. "Không đẹp sao? Uất thì có chút khẩn trương, anh đã nói không thay." Sơ Tranh dựa vào cái bàn bên cạnh, ra hiệu Uất thì qua đây. Uất thì hơi chần chờ, chân dài bước một bước, đi qua phía Sơ Tranh. Ngón tay Sơ Tranh câu lấy cổ áo hắn, kéo người về phía mình, "Không tự tay giúp anh mặc, không biết em có vinh hạnh tự tay giúp anh cởi ra không?" Uất thì, đầu óc Uất thì chậm nửa nhịp, kịp phản ứng lời sơ tranh nói có ý gì mặt lập tức đỏ rực lên em có thể nghĩ những chuyện khác được không sơ tranh thành thật nói ngoại trừ anh em không có chuyện gì khác có thể nghĩ nơi này cũng chỉ có anh có thể nghĩ trách em à trên mặt uất thì càng nóng hơn giọng nói hơi khàn đây là văn phòng của em ừ bên trong có phòng nghỉ sơ tranh đã hôn lên uất thì không có cơ hội phản bác sơ tranh nói có phòng nghỉ nhưng căn bản không vào. Sau đó đối mặt với văn phòng bừa bộn ướt thì biểu thị rất đau đầu, hắn phải thế nào mới có thể che giấu qua, rằng hắn không làm gì ở đây cả đây. Uất thì nhặt chế phục lên, có một món bị kéo hỏng, quần áo này có lẽ cũng không thể dùng nữa. Về sau anh còn có thể mặc, dường như sơ tranh biết hắn đang suy nghĩ gì, ngữ điệu chậm chạp nói, ở trước mặt em. Uất thì, Uất thì tức giận cầm quần áo ném cho sơ tranh sơ tranh ôm quần áo, nhìn ướt thì bị tức giận đi vào phòng nghỉ bên trong tắm rửa, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong, nhỏ bé đến không thể nhận ra. Uất thì vốn cho rằng sơ tranh chỉ nói, ai biết cô thật sự giữ bộ quần áo ấy lại, treo ở trong tủ quần áo của hắn. Uất thì, rốt cuộc là làm sao mà cô có thể chững chạc đàng hoàng làm ra được những chuyện này chứ? Uất thì xấu hổ kéo quần áo xuống, nhét vào tầng thấp nhất của tủ quần áo, dùng quần áo ngăn chặn lại xác định không có bất kỳ nơi nào lộ ra lúc này mới thu tay lại phi thuyền cập bến ở trên một tinh cầu giàu có nhất tinh hệ uôn khoa học kỹ thuật và kiến trúc nơi này so ra cũng không kém gì đế đô tinh nhưng phong cách thì hoàn toàn khác nhau đế đô tinh giống như đô thị hiện đại xa hoa trụy lạc mà tinh cầu này chính là thiên đường vui chơi tất cả kiến trúc đều xây kiểu từng hòn đảo nhỏ nối tiếp nhau không ít người nhận được tin tức đợi ở bến cảng, lúc này dướn cổ lên quan sát phi thuyền, muốn tận mắt trông thấy vị đại lão đầu tiên có thể thống nhất tinh hệ uôn. Vì sao cô ấy lại tặng chức nguyên soái cho người khác? Chẳng lẽ người kia mới là người sau lưng cô ấy, phi thuyền chưa mở ra, không khỏi có người bắt quái. Tin tức sơ tranh làm nguyên soái nửa ngày, nửa ngày sau liền tặng chức nguyên soái cho người khác làm, tự nhiên cũng chuyển ra cả tinh hệ nhưng bọn họ không biết nguyên soái mới dáng dấp ra sao chỉ biết tên là uất thì ai mà biết được không phải xảy ra chuyện gì chứ người nghĩ tương đối nhiều có chút mưu mô nói còn chưa ngồi nóng đã bị người ta đuổi xuống đài không thể nào cũng không có tin tức gì hơn nữa không phải nói cô ấy làm quan chấp hành sao đúng thế nếu thật sự bị đuổi xuống đài thì sao còn có thể cho cô ấy làm quan chấp hành được không nghĩ tới tinh hệ uôn chúng ta loạn lâu như vậy, những người la hét muốn thống nhất tinh hệ uôn kia thì không có một ai thành công, ngược lại là người đột nhiên xuất hiện hoàn thành mục tiêu này trước, nói xem có tức không chứ. Mấu chốt là bây giờ người ta có được lòng dân. Ai mà không muốn dính chút ánh sáng, lộ mặt trước vị này, về sau ăn ngon uống sướng chứ. Bây giờ mặc dù tinh hệ uôn đều thuộc sở hữu của cô, nhưng địa bàn vạch thế nào, về sau điều chỉnh thế lực ra sao? những chuyện này đều chưa quy hoạch lúc này lấy lòng cô nhất định có thể kiếm được lợi ích trong lúc đám người này thảo luận trần xuyên dẫn người xuống trước thuần thục xếp thành hai hàng thời gian trần xuyên ra mặt tương đối nhiều không ít người đều biết mặt anh ta sơ tranh đi từ trên phi thuyền xuống ánh mắt đảo qua đám người rõ ràng đang kích động quay lại chờ người phía sau mọi người thấy động tác của cô cũng không khỏi nhìn về phía sau Thiếu niên mặc áo sơ mi màu trắng, một nửa vạt áo sơ mi nhét dưới thắt lưng, còn lại đều tùy ý. Tản ra, tùy ý lại không mất thời thượng. Hắn đứng ở đó tựa như một vật sáng, làm cho người ta không thể rời mắt. Trong đám người không ít người đều nhìn đến ngay người. Mẹ nó đây là người sao? Đương nhiên cũng có người không cảm thấy, dù sao chủng tộc khác biệt, nhìn chủng tộc khác sẽ thấy hơi xấu. Sơ Tranh vươn tay về phía thiếu niên, thiếu niên cúi đầu đưa tay mình tới cầm thật chặt đứng ở bên người cô đám người người đàn ông của đại lão à sau đó đám người lại nghĩ kiểu như không hổ là người đàn ông của đại lão dáng dấp cũng đẹp như vậy đợi mọi người biết người sơ tranh nắm tay chính là nguyên soái mới một đám người xém chút quỳ xuống không phải tên tiểu bạch kiểm này anh đẹp trai này nhìn thế nào cũng thấy giống như được bao nuôi vì sao lại làm nguyên soái rồi Thích nơi này không? Sơ tranh dẫn uất thì đi dạo gần đó một vòng. Thời tiết thích hợp, hoàn cảnh tốt đẹp, thích hợp ở lại. Thích. Vậy sau này chúng ta sẽ ở đây. Ở đây. Uất thì hơi sừng sốt. Chẳng lẽ anh muốn ở mãi trên phi thuyền, hắn đương nhiên không muốn. Chỉ là, sao đột nhiên lại muốn định cư? Uất thì cũng không có quyền lợi phản bác. Sơ tranh cũng đã chọn xong chỗ ở. Hỏi hắn cũng chỉ là đi theo hình thức mà thôi. Sau khi Sơ Tranh và Uất thì ở lại, giá cả của phòng ở xung quanh từ từ dâng lên. Sơ Tranh không quy hoạch địa bàn, cho nên phòng ở bốn phía đều có thể bán ra, dẫn đến về sau người ở trong vùng này đều là những nhân vật lớn tiếng tăm lừng lẫy của tinh hệ Uôn trong tương lai. "Em đổi tên tinh hệ Uôn nhé." Uất thì nhìn Sơ Tranh một chút, muốn nói em đừng có tâm huyết dâng trào mà làm ẩu. Nhưng hắn còn chưa nói ra miệng, Sơ Tranh tự suy nghĩ một lát, từ bỏ trước hạng mục này quá phiền phức không có lời uất thì uất thì cũng coi như sơ tranh chưa từng đề cập đến chuyện này cái kia anh muốn hỏi em một chuyện ừ bên kia có tin tức không bên nào sơ tranh sờ tay uất thì không để tâm hỏi chủng tộc trước đó tìm anh không có liên minh không giao người bên kia liền tiêu thanh không để lại dấu vết mãi đến khi liên minh phát hiện chắc hẳn đối phương không đến được chỗ bọn họ chỉ là trước kia dùng cách gì để đưa ra hình ảnh thì tạm thời không biết được. Bọn họ có còn tới tìm anh nữa không? Có em ở đây, ai tới cũng vô dụng. Cướp đồ, thẻ người tốt với ta, đây không phải là muốn chết sao? Đánh cho mẹ nó cũng không nhận ra. Uất thì, em không tò mò bọn họ tìm anh làm gì sao? Tò mò có ích lợi gì? Chẳng lẽ ta lại muốn tự tìm phiền toái đâm tổ ong vò vẽ à? Ta lại không ngốc ta có thể khắc chế lòng hiếu kỳ của ta. Ừ, ta có thể, sơ tranh nghiêm khuôn mặt nhỏ gãi gãi trong lòng bàn tay hắn, không tò mò. Uất, thì hơi ngứa, cuộn tay lại, vừa vặn nắm chặt tay cô. Uất thì khẽ thở ra một hơi, hắn xác thực không biết rốt cuộc chuyện kia là thế nào, nói không tò mò thì chắc chắn là nói dối. Nhưng mà tò mò xác thực cũng không nhiều lắm, hắn sẽ không chủ động đi tìm tòi nghiên cứu chỉ là đáy lòng mơ hồ có chút bất an lúc này nghe sơ tranh nói như vậy trong lòng hắn ngược lại yên ổn hơn không ít mặc dù sơ tranh đội lấy danh hiệu quan chấp hành nhưng chuyện gì cũng không làm nguyên soái thì càng không cần phải nói hoàn toàn chính là một linh vật người xui xẻo chính là trần xuyên và đỗ bang hai người ngày nào cũng loay hoay giống như con quay vậy thì cũng thôi đi còn phải tổng kết công việc thành đơn giản nhất báo cáo cho sơ tranh bọn họ cảm thấy một ngày nào đó mình sẽ đột tử mà sơ chanh và uất thì thường thường lắc lư lượn ra đường một chút ăn cơm mua sắm nhàn nhã giống như một đôi tình nhân bình thường sơ chanh cưng chiều uất thì làm không ít hâm mộ bọn họ cũng muốn được đại lão cưng chiều như vậy đáng tiếc chỉ có thể tưởng tượng uất thì cầm hai tấm vé tinh phiến mỏng manh vào cửa đi xem không lần trước chưa kịp đi biểu diễn ở tinh tế chủ yếu dựa vào công nghệ cao, nhưng không thể không nói rất hoa lệ rung động. Cho dù là người sống trong vũ trụ, nhìn thấy loại biểu diễn này cũng sẽ rung động vì nó. Uất thì, anh còn nhớ rõ anh đã đồng ý với em một chuyện không? Trong khoảng trống yên tĩnh, sơ tranh tiến đến bên tai Uất thì, hạ giọng nói. Hà, Uất thì suy nghĩ một chút, lúc em dẫn anh rời đi, ừ, em muốn anh làm gì? uất thì cảm giác bàn tay mình bị cô nắm chặt, ngón tay hơi mát lạnh, có thứ gì đó lồng vào ngón áp út của hắn. uất thì giơ tay đụng lên chiếc nhẫn đã nhiễm lên nhiệt độ của hắn. Trong quang ảnh lắc lư, hắn thấp giọng nói, được. Vượt trên tinh hà vũ trụ, vượt xa khoảng cách năm ánh sáng, em chính là ánh sáng vĩnh hằng, uất thì. Tinh hệ uôn từ sau khi sơ tranh chỉnh lý lại, gây nên không ít tinh hệ chú ý, cũng không phải không ai đánh chú ý, nhưng kết cục cuối cùng đều không tốt. Dần dần uy danh của tinh hệ Uôn truyền ra, tinh hệ dám khởi xướng chiến tranh cũng ít đi. Đế đô tinh biết sơ tranh là người cầm quyền của tinh hệ Uôn, tức giận không chịu được, nhưng trừ tức thì cũng không có cách gì khác. Bây giờ người ta cũng đã là chủ nhân của một tinh hệ, thân phận ngang vai ngang hàng với mấy nguyên soái. Trần Xuyên ở tinh hệ Uôn nắm giữ vị trí cao, làm công việc của quan chấp hành nhưng vấn đề là anh ta là một phó quan chấp hành thỉnh thoảng còn phải thay tiểu thư nhà mình đi thu thập chút cục diện rối rắm trần xuyên cảm thấy mình thật khổ mà ở vào tình thế như vậy vẫn còn có không ít người hâm mộ anh ta cũng không biết đang hâm mộ cái gì mỗi ngày ngồi nhìn tiểu thư nhà mình và út thiếu gia phát cầu lương anh ta đều cảm thấy thế giới quá gian nan phó quan chấp hành trần có người vội vàng tiến vào chuyện gì ngài xem cái này đi. Trần Xuyên nhíu mày gõ cửa phòng sơ tranh, sơ tranh kéo cửa ra, đi từ bên trong ra, có việc, đã nhiều năm như vậy, thiếu nữ vẫn là dáng vẻ kia, dường như thời gian không để lại bất cứ dấu vết gì trên người cô. Trần Xuyên hơi rũ mắt, kính cần nói, đây là tin tức đế đô tinh bên kia mới truyền tới, chủng tộc kia lại xuất hiện. Không giống với lần trước chính là lần này đối phương hiện thân. Bây giờ đang đàm phán với người bên đế đô tinh mục tiêu vẫn là uất thì sơ tranh bình tĩnh xem xong tất cả tư liệu hình ảnh không nói gì cả nhưng ngày thứ hai trần xuyên nhận được tin tức bảo anh ta tự đi một chuyến đi bắt đại biểu kia trần xuyên thật lòng sao bắt đại biểu của người ta có khác gì tuyên bố khai chiến đâu nhưng trần xuyên nghĩ nghĩ những năm này tinh hệ uôn phát triển anh ta cũng không sợ lắm chỉ cần cẩn thận một chút đừng để người ta phát hiện thì sao lại không được trần xuyên bảo đỗ bang trông coi nhiều hơn trong khoảng thời gian anh ta không ở đây đỗ bang đã từ một đại ca xã hội đen trưởng thành thành một ông lớn có thể một mình đảm đương một phía đi bao lâu nhưng đỗ bang vẫn có chút bối rối chuyện trần xuyên làm chính là giám thị cả tinh hệ hắn ta không làm được không biết xem tình huống đã trần xuyên cũng không nói trước được lỡ như đối phương tương đối khó bắt thì chắc chắn phải tốn một chút thời gian đi làm gì thế đỗ bang nghi hoặc không phải tiểu thư không trở về đế đô tinh nữa sao đúng là tiểu thư không quay về nhưng cũng không nói bọn họ sẽ không về mà trần xuyên từng bắt không ít người năng lực nghiệp vụ thành thạo sau khi trở lại đế đô tinh ngay lập tức thăm dò rõ ràng chỗ ở của đại biểu sản nghiệp trên mặt nổi ở đế đô tinh sau khi tiểu thư nhà anh ta rời đi thì đã được thu sạch sẽ nhưng những sản nghiệp trên mặt nổi không có, trong vụng trộm lại có không ít. Trần Xuyên muốn nghe được tin tức cũng rất dễ dàng. Thăm dò rõ ràng chỗ ở của đại biểu, sau đó phải làm thế nào để lặng yên không một tiếng động bắt người đi. Trần Xuyên cảm thấy đây là một khiêu chiến. Chỗ ở của đại biểu có người trông coi, trong bóng tối còn có người trong liên minh giám thị. Phó quan chấp hành, ngày hôm nay đại biểu kia sẽ rời khỏi nơi dừng chân. Trần Xuyên đợi vài ngày, cuối cùng cũng có tin tức, lập tức tỉnh táo tinh thần, chắc chắn không, chắc chắn. Đi, Trần Xuyên hào hướng dẫn người ra ngoài, chuẩn bị cướp đại biểu trên nửa đường. Đi theo Trần Xuyên có một số người là thám tử ở đế đô tinh, lúc này đối mặt với tác phong này của Trần Xuyên, bọn họ có chút rụt rè. Thế này cũng quá to gan rồi. Chặn người ngay trên đường cái đấy, mà người của tinh hệ uôn đã tập mãi thành thói quen phó quan chấp hành trần thế này đã tính là gì chuyện quan chấp hành làm ra mới thật sự là gan to bằng trời đoàn đại biểu vốn muốn đến căn cứ của quân đoàn thứ nhất đi được nửa đường đột nhiên bị tập kích trong lúc hỗn loạn đoàn đại biểu đã rời đi cùng người mặc quân phục của quân đoàn thứ nhất chờ khi bọn họ phát hiện ra lộ tuyến không đúng thì đã muộn các người là ai đại biểu biết nói tiếng nói của họ chỉ là nói không tốt lắm Trần Xuyên chỉ chỉ quân phục của mình. Đây không phải đường đến căn cứ của quân đoàn thứ nhất. Đại biểu giận dữ mắng mỏ: "Rốt cuộc các người là ai?" Trần Xuyên cười: "Bên kia nguy hiểm, chúng tôi mang ngài đi bằng đường khác, ngài cứ yên tâm." Thái độ vô cùng thân thiện. Nếu như người bên cạnh đại biểu không chĩa vũ khí vào ông ta. Đại biểu, đại biểu tức đến sắc mặt đỏ bừng. Ông ta nhìn không khác gì con người, chỉ là thể trạng thân hình rõ ràng lớn hơn nhiều. Trần Xuyên vốn cho rằng đại biểu rất lợi hại, kết quả phát hiện ông ta rất yếu. Phó quan chấp hành Trần, bây giờ chúng ta đi sao? Đi, chờ bên kia kịp phản ứng, nhất định sẽ lập tức phong tỏa Đế Đô Tinh, bây giờ đi sẽ dễ dàng hơn. Đại biểu bị Trần Xuyên đẩy vào trong khoang ngủ đông, rất nhanh liền kéo lên phi thuyền, rời đi trước khi Đế Đô Tinh phong tỏa toàn diện. Chờ Đế Đô Tinh bên kia phong tỏa thì bọn họ đã rời đi. Trần Xuyên xác định đằng sau không ai lần theo dấu vết, đi tìm đại biểu, tâm sự, đại biểu mạnh miệng, không chịu nói mục đích của bọn họ. Trần Xuyên xin chỉ thị của sơ tranh, sau đó đi hỏi lần nữa thì không thân thiện như vậy nữa. Người canh giữ bên ngoài ngày nào cũng nghe. Thấy đại biểu quỷ khóc sói gào. Cuối cùng đại biểu vẫn khai. Bọn họ xác thực không thể đi thẳng đến bên này, dùng lời đại biểu mà nói, thì bọn họ càng giống như vũ trụ song song hơn mà bọn họ là con người trong vũ trụ kia nhưng mà vũ trụ của bọn họ đã sắp xong đời không phải chủng tộc của bọn họ mà là toàn bộ vũ trụ không gian sinh tồn không ngừng bị giảm bớt sau đó bọn họ đột nhiên phát hiện bí mật vũ trụ song song mục đích của bọn họ là xâm chiếm nơi này biến nơi này thành quê hương mới của bọn họ nhưng chìa khóa mở ra không gian vũ trụ song song bị người ta mang đi Người này chính là mẹ của Uất thì. Lúc đầu nhiệm vụ của bà ta là mang theo chìa khóa đến bên này, sau đó cùng chìa khóa ở bên kia cùng mở ra. Nhưng mà, sau khi bà ta tới thì mất liên lạc. Dựa theo lời Uất Thương Hải nói, sau khi mẹ của Uất thì tới thì đã thích cha hắn, không muốn giúp tộc nhân của mình nữa. Đây chính là sức mạnh của tình yêu. Sơ Tranh nghe Trần Xuyên báo cáo, đại khái là cảm thấy quá kịch bản không có cái nhìn gì để phát biểu, chỉ có thể hỏi, sao ông ta qua được? Ông ta nói bọn họ là một dụng cụ truyền tống, nhưng cần rất nhiều năng lượng, mỗi lần chỉ có thể truyền tống một ít người, khoảng cách dùng một lần còn cần thời gian mấy năm. Hơn nữa loại truyền tống kia sẽ tiêu hao sinh mệnh của bản thân bọn họ, bọn họ chạy tới gần như cũng ôm quyết tâm sẽ chết. Chỉ có chìa khóa mở ra lối đi, mới có thể để cho lượng lớn người tới đây đại biểu không phải người đầu tiên được truyền tống tới. Trước đó đã có người tới, điều tra được uất thì. Bọn họ vốn định uy hiếp người ở bên này, giao uất thì ra, nhưng ai biết. Trần Xuyên, tiểu thư, chìa khóa chắc chắn đang ở trên người uất thiếu gia. Ngài xem, giết chết ông ta, sờ tranh nói thẳng, nếu bọn họ không có chìa khóa thì không qua được, vậy thì sợ cái gì? Về phần chuyện sau này, cô cũng đã không có ở đây nữa vậy cô quan tâm làm mẹ gì? Từ trước đến nay Trần Xuyên luôn cảm thấy quyết định tiểu thư nhà mình đưa ra nhất định là chính xác, cho nên rất nhanh liền chấp hành mệnh lệnh của sơ tranh. Tiểu thư làm gì cũng đúng, phó quan chấp hành Trần, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Trần Xuyên nhìn về chỗ sâu trong ngân hà, về tinh hệ uôn. Sao phiên ngoại chủ yếu lấp hố của uất thì? Sao vị diện thứ 55 hoàn tất?